Cá này hồi xưa giờ là nó có quanh năm, nó không có mùa theo mùa. Và cũng có lúc thì nó hơi ít đi chứ không có khi nào mà nó gián đoạn hết. Tại vì mấy cái vùng này thì nó toàn là biển với sông không à, cá nó sinh sản nó ở nhiều hơn. Có một số hộ ở biển người ta đi đóng đáy người ta đi bắt bằng thục đồ nè người ta bán, còn ở đây thì người ta bắt người ta ăn thôi, thường thôi. Nó là thường thường nấu canh chua bằng với cái rau khô nè, mình ốp lá cách lá mốt gì đó mình nướng đó, nó cũng là cái món đặc sản đó.